Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Và đây là những thể loại game GTA và game nhập vai rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và các bạn cùng mình theo dõi game đầu tiên nhé. Let's go. Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough when they see him walking down the streets of their neighbor. Okay. I poked my head out of the gutter for one freaking second and bait shovels shit in my face. Go get some sleep. Ở đây thì các bạn có thể làm nhiệm vụ trong game. Hoặc các bạn có thể gọi là đi mua sắm, đi chơi xung quanh cái map của mình. Thì ở trong những cái tựa game GTA này thì họ sẽ tách ra để cho các bạn chơi từ nhiệm vụ 1. Các bạn phải download từ nhiệm vụ 1 rồi các bạn chơi. Còn nếu mà game GTA gọi là full đủ bản thì nó vào tầm hơn 80GB. Rất là nhiều luôn. Ok, let's go. Đây là một game chúc đường phố rất là hay vào đây. Ok, mình sẽ tạt sang bên này. Rồi, cướp luôn xe nào. Let's go. Đây là nơi mà các bạn có thể làm nhiệm vụ. Sau đó các bạn sẽ vào đây và lưu. Và mình sẽ đi xem, mình sẽ đi đánh nhau. Chọn xe, một xe ngon. Các bạn có thể chọn một xe ngon. Một con xe máy này. Đây, một con ô tô. Đây là taxi rồi. Rồi, lấy xe này đi. You run away now. Ở đây có rất nhiều thanh niên đang tập thể dục. Các bạn có thể gọi là làm nhiệm vụ ra chữ L hoặc các bạn có thể đi đánh nhau vào mấy chỗ này. Mấy chàng này không cần đánh nhau với mình. Chạy hết. Đó, cách chơi game này rất là hay luôn. Hoặc là đây, mình sẽ lấy một chiếc xe này. Đây là một chiếc xe rất là đẹp. Let's go. Ok, 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 ok. Đó, các bạn có thể vào chữ L đây và làm nhiệm vụ. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Ok,
Cái game này các bạn có thể chơi offline, online tùy ý các bạn. Và các bạn có thể chơi bằng Gmail các bạn để tránh tình trạng ví dụ như khi các bạn chuyển máy hoặc các bạn chơi máy khác thì các bạn có thể đăng nhập Gmail và các bạn vẫn chơi theo cái level cũ của các bạn. Ok. Start game, start new game. Press yes. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ thua phần giới thiệu. Hey, so there he is, huh? Hey. So listen, Tony. Ở đây là những cái game GTA tách ra ở trong một cái thể loại GTA 5 rất là rộng lớn. Rồi, mình sẽ lên xem. Và các bạn sẽ phải nhận và chở anh chàng này. Rồi, mình sẽ chở anh ta đến vật vàng. Đây là một nhiệm vụ đầu tiên mà các bạn phải làm. Các bạn có thể làm nhiệm vụ này hoặc các bạn có thể không. Hoặc các bạn có thể đi gọi là nghịch ngợm trong đường phố như thế này, đi đánh nhau và làm một tên cướp. Có rất là nhiều cái trò luôn và nó rất phong phú. Okay, let's go. Đây thì nó không cho các bạn quay nhìn camera, rất khó nhìn. Đây rồi, đó là như vậy. Ok. This is it, Tony. Home. Một băng đĩa. Đây là như kiểu là nhà của mình. Đây là chỗ thay quần áo này. Và chỗ vừa rồi là chỗ các bạn nghe nhạc. Ok, bộ này cũng đẹp đấy. Let's go. Đây là một chỗ để xe, xe ô tô. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ lái xe này. Now take me to my place. Let's go. Fucking cop, cop, yo! What is me, huh? Đó, mình có thể đi với nhau. Hoặc không thì các bạn có thể đi làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ bằng cách các bạn lên xe này và trở đến cái chỗ điểm vừa rồi. Vào đây. Đây là cái điểm gọi là các bạn trở đến một vạch vàng. Let's go. Vạch vàng ở chỗ này. Đó, ok. Ok, let's go. Cái này thì nó chơi bằng cái này cho nên nó hơi khó điều khiển một chút. Nếu các bạn chơi bằng máy tính thì nó sẽ dễ hơn. Đây là chỗ mà bọn cớm ở đây.
Đối xử với nhau bọn tướng này. Let's go. Wow, wow, đau quá, không làm gì đâu. Wow. Chạy đó. Okay, let's go. Rồi, chuyến rồi. Oh my god. Họ rất là đông. Rồi, và các bạn cùng mình khám phá thế giới tiếp theo nha. GTA 3. Let's go. Start game. New game. Đây như là một băng đảng sọ đen. Một chiếc xe bị cháy. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up. So you better drive, brother. Okay. Rồi lên xe. Rồi lái thôi. Đây là một con đường khá là gian lao và đang bị cảnh sát nèo. Không phải. Các bạn phải chờ cái này, nếu một cái điểm đó là điểm màu tím, một cái chấm màu tím ở trên bản đồ. Rồi mình sẽ chờ người ta xem đi đến đâu. Rồi, ok, let's go. Một đoạn đường rất là vắng, buổi chiều tà thôi. Mà là vắng như khi thai rồi. Đây, vào trong này. Có một cái gì cho mình đây. Let's get off the street and find a danger close. Ok, đây là chỗ cất xe rồi. Ok, let's go. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Rồi, và mình đã có một món đồ. Đi đánh nhau thôi. Bây giờ mình rất thích đánh nhau với bọn cớm ở đây. Xem xung quanh đây có ai không. Các bạn đánh, các bạn có tiền. Nếu mà khi cảnh sát đến nhìn thấy các bạn như thế thì các bạn sẽ bị xếp vào một xa và các bạn sẽ bị cảnh sát le. Nó rất là nhiều cái luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ tư. GTA. TA. Let's go. Let's go. Rồi đầu tiên thì mình sẽ có một chiếc xe đạp. Wow, wow, anh công an đây rồi. Mình sẽ lấy xe của anh này. Và có thể bị anh ta le. Nhưng không sao. Mất một sao rồi. Đó, có một khẩu súng. Let's go. Oh, mấy thằng này bắn mình. That ain't shit to me. Anh này đang bắn mình. Mình sẽ phải ra nhanh rồi đây. Chính anh ta thôi. Oh my god. Rất là nhiều cớm luôn. Chạy các bạn. My car!
What's he saying, man? He's on the lawn. Get off that bike. Okay, let's go. Mấy anh này đang hỏi thăm mình. Thích hỏi thăm à? Ok, hỏi thăm luôn. Chết luôn. Oh my god, chết rồi. Bị anh ta bắn súng chết luôn. Rồi ok, và bây giờ thì các bạn sẽ sang tựa game tiếp theo. GTA CTW. Let's go. Ok, let's go. Wow, một chiếc xe rơi xuống. Ok, phá vỡ kính này đâu. Rồi, mình đã bơi ra ngoài. Bây giờ mình sẽ bơi lên đây. Rồi, let's go. Mặt mũi mình đang sướt sẹo ra rồi. Ok, ok, ok. Đi xe nào. Ok, let's go. Theo mặt vàng này xem như thế nào, không biết là dẫn đi đâu ra. Cái lần này thì đồ họa không được đẹp bằng những cái lần kia. Ok, chỗ này là chỗ nào đây? Rất là đông cảnh sát và đông bọn cứng. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ vào trong này. Đây là một quán ăn. Ok, đã ăn no. Rồi, sau đó các bạn có thể nhảy. Đây là đá này. Mình sẽ đá anh đánh nhau anh này xem thế nào. Vâng, không anh nói nhau mình. Đánh nhau cảnh sát xem. Oh my god. Wow, bị người ta đánh cho ngất luôn. Ok, rồi, và các bạn cùng mình khám phá tựa game này nhá. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Tựa game này chơi rất là hay các bạn nhá. Và các bạn cùng mình khám phá tựa game này xem như thế nào. Ok, mình là một con nhà giàu. Trong tựa game này thì mình là một con nhà giàu. Và sau đó thì mình sẽ đi vào đây. Không biết là đi học hay đi đâu. Tức là mình phải đi gặp một người. Ở đây thì sẽ bị mọi người bắt làm. Mình đã lên trại lên với nhau đây. Mình đã bị trêu. Mình thôi mình cứ chạy đi. Mình đã kết bạn với anh chàng này. Chạy cái đã. Nếu mà đánh nhau thì mình sẽ thua. What's going on? That shirt is uglier than your face. I love anh ta không bắt lời mình. More people could just educate themselves. You wanna mess with me? Film this. You got some nerve. Đây là một trường hợp. Và trường hợp này rất thích đánh nhau. Mình sẽ phải kết bạn mọi người nào đó. I've been thinking a lot about snails recently. You cool? Male face. Oh my god. Đánh à? Right, what? Đánh luôn.
bánh bình. Ủa, cái chàng này rất là khỏe luôn. Oh my god. Wow, mình bị anh chàng này bắt đi rồi. Ở đấy, ở trong tựa game này rất là hay luôn. Bây giờ mình sẽ thử đánh nhau ba anh chàng này xem. Xem mình có chiến đấu được không. Mấy anh chàng này dám bắt nạt mình. Nào, cân nhau luôn. Làm sao? Ai rồi đánh nhau thôi. You know it's funny. Để vậy luôn. Tuổi gì? Anh chàng nào muốn bắt nạt nào? Hi there. What's your deal? I was just wondering. Oh, forget it. I'll talk to you later. I'll be a cardiovascular surgeon. Popularity is one in... You're a disgrace to the Bulwark Press. Đây như kiểu là một thầy giáo hoặc là một người học trên mình khóa rất là cao. Cho mình nghĩ là thầy giáo rồi. Mà sao không hiểu sao mình bị rất là nhiều người nói ở trong này. Anh chàng này nó bị đang trêu gái. À, người yêu à? Anh ta không muốn đánh nhau mình. Oh my god. Vào trong này rồi. Chạy thôi. What's your problem? These new kids. Ok, mình đã thoát khỏi đây rồi. Ở đây là chỗ trong nhà vệ sinh. I am Zartok, the invincible. Hai chàng đang bị đánh nhau. Oh my god, bị bắt rồi. Oh my god. Nếu là đánh nhau các bạn phải tránh những cái anh chàng đó ra. Rồi, và các bạn cùng mình khám phá tiếp kiến tiếp theo nha. Let's go. New game. Ok. Wow. Oh my god, mình đang hiện tại, mình chắc mình đang ở ngoài vũ trụ. Đây không biết là sao hỏa hay là mặt trăng đây. Anh ở đâu? À, đây ở trong trái đất rồi. Mình đang ở mặt đất, ở chỗ nào đấy. Mình nhìn đường rất là lạnh. Ok, let's go. Công an, cảnh sát. Không biết là vụ việc gì xảy ra đây. Chúng ta đang truy tìm một tên tội phạm. Tên tội phạm đang lẩn trốn ở trong ngôi nhà này. Một tòa nhà cao tầng. Có thể tôi đồng phạm chính là mình. Cho nên mình chưa biết được. Bây giờ thì sẽ vào trong game xem như thế nào. Ok, let's go. I released my finger from the trigger. And then it was over. Đây là một tên tội phạm. To make any kind of sense. Sense of it, I need to go back 3 years, back to the night the pain started. Okay. I was still in the fourth.
Okay, let's go. Bring that home with Daniela. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They've given me the best seat in the house. Front row center. Okay. What the hell? Let's go. Đây có một vụ giết người trong tòa nhà. Michelle. Để chứng tỏ mình là thám tử rồi, thám tử trong game này. Ở trong này thì đang có cái gì đó. Không phải là trong này rồi. Để chứng tích nào. Anh này không sợ. Dám lao nháo mình à? No, 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 please God, no. No, 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 God, no, please, Michelle. Oh, baby. Oh my gosh, cô gái lại chết rồi. Wow, wow, wow. Có thể là mình vào không kịp, hoặc có thể là bắt buộc tự game này thì cô gái này phải ra đi. Và đây có thể là vợ của anh chàng này. Và chắc là mình là hóa thân của anh chàng này đi trả thù. Ồ, mình đã hiểu ra là vấn đề. Đó, ok. Rồi, và các bạn cùng mình khám phá tới cái tiếp theo nha. Còn start nào. Ok, let's go. Đây là một tựa game khá là hot và hay trong những tháng vừa qua. Và bắt đầu mình sẽ làm nhiệm vụ này. Đó chính là giết zombie. Oh, giết zombie này chưa đến lượt rồi. Ok, let's go. Let's go. Nhiệm vụ này thì mình phải bảo vệ cái giữa này. Đây, đây là chính là cái này mình sẽ phải bảo vệ. Rồi, bắn thôi. Ok, let's go. Lấp xuống tường. Ok, thành công rồi. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.